Bạn đang học bài 15 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn thì sao? Nǐ nè? Uống cà phê. Hơ cà phê. Mai gặp lại. Mình thiên chiển. Hôm nay thứ mấy? Xin thiên xin chi chỉ. Thứ ba. Xin chi ở. Thầy giáo Phương. Wang lão sư. Sách gì? Sách tiếng Trung. Hàn ngữ sách. Quyển sách này. Rở bản sách. Trệ bản sách. Là của tôi. Sì wǒ de. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ kia, đó. Nà. Nà. Kia là thầy giáo Vương. Nà shì Wǎng lǎo shì. Kia là bố mình. Nà shì wǒ bà bà. Đó là cái gì? Nà shì shěme? Đó là Thiên An Môn. Nà shì Thiên An Mén. Đó là sách tiếng Trung. Nà shì Zhōng Wěn Shū. Nà shì Hàn Yǔ Shū. Đó là ngân hàng à? Nà shì yín háng ma? Đó có phải là bưu điện hay không? Nà shì bù shì yǒu jú? Quyển sách đó. Nà bǎn shū. Quyển sách tiếng Trung đó. Nà bǎn hàn yǔ shū. Nà bǎn zhōng wěn shū. Quyển sách đó là của mình. Nà bǎn shū shì wǒ de. Đó là cái gì? Nà shì shěme? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tạp chí. Giá trị. Giá. Giá. Trị. Trị. Giá trị. Giá trị. Tạp chí tiếng Trung. Cụm từ này thường dùng Trung Vấn, ít khi dùng Hàn ngữ. Trung Vấn giá trị. Trung Vấn giá trị. Một quyển tạp chí. Y bẩn giá trị. Hãy chú ý từ y đọc thành thanh bốn. Y bẩn giá trị. Y bẩn giá trị. Một quyển tạp chí tiếng Trung. Y bẩn Trung Vấn giá trị. Y bẩn Trung Vấn giá trị. Ba quyển tạp chí. San bẩn giá trị. San bẩn giá trị. Ba quyển tạp chí tiếng Trung.
三本中文杂志，三本中文杂志。quyển tạp chí này, 这本杂志，这本杂志。quyển tạp chí tiếng Trung này, 这本中文杂志，这本中文杂志。quyển đó, quyển kia. 那本那本 quyển tạp chí đó. 那本杂志那本杂志 quyển tạp chí tiếng Trung đó. 那本中文杂志，那本中文杂志。Hãy chú ý từ na ở đây cũng giống như từ chợ trong khẩu ngữ nhiều lúc được đọc thành này. Tạp chí gì? 什么杂志？什么杂志？Đây là tạp chí gì? 这是什么杂志？这是什么杂志？ Kia là tạp chí gì? 那是什么杂志？那是什么杂志？quyển tạp chí này là của tôi. 这本杂志是我的。这本杂志是我的。quyển tạp chí đó là của bạn à? 那本杂志是你的吗？那本杂志是你的吗？Kia là cái gì? 那是什么？那是什么？ Kia là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志。那是中文杂志。Bài học này đến đây là hết.Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.